ngày 21 tháng 12, kính thánh Phêrô Canisio. Thánh Phêrô Canisio sinh tại Hà Lan vào năm 1521. Thân phụ của Phêrô muốn ngài trở thành một luật sư. Để làm hài lòng thân phụ, cậu nhỏ Phêrô đã học môn luật trước các môn học khác. Tuy vậy, Phêrô sớm nhận thấy mình không được hạnh phúc trong cuộc sống. Lúc ấy, dân chúng khắp nơi đang bàn tán về tài thuyết giảng tuyệt vời của chân phúc Phêrô Farber. Ngài là một trong số các vị tổ phụ của dòng tên. Sau khi Phêrô nghe cha Farber thuyết giảng, Phêrô cảm thấy sung sướng, muốn xin đi tu để dâng mình phụng sự Thiên Chúa. Vì thế, Phêrô đã gia nhập dòng tên. Sau nhiều năm học hành và cầu nguyện, Phêrô Canisio được thụ phong linh mục. Thánh cả Ignatius đã sớm nhận ra Phêrô Canisio đích thật là một tông đồ rất hăng say nhiệt thành. Vì vậy, thánh nhân đã gửi Phêrô sang Đức, nơi Phêrô sẽ phục vụ suốt 40 năm dài. Thật không thể kể hết được những hy sinh, những lời nguyện và những công việc cao cả mà thánh Phêrô Canisio đã làm trong thời gian đó. Thánh nhân quan tâm tới việc làm sáng lên những giáo huấn của giáo hội tại nhiều thành phố bên nước Đức. Phêrô Canisio cũng nỗ lực đem những người lạc giáo trở về với đức tin chân thật. Người ta nói rằng thánh Phêrô Canisio đã đi khoảng 20.000 dặm trong 30 năm. Ngài thường đi bộ hoặc dùng ngựa để làm phương tiện. Dầu vậy, thánh nhân vẫn tìm thời gian để viết sách và bàn về đức tin. Ngài nhận thấy sách vở thật quan trọng dường nào, và Phêrô Canisio đã tổ chức một chiến dịch ngăn chặn các sách vở có nội dung độc hại. Phêrô Canisio cũng gắng hết sức mình truyền bá những sách báo tốt để dạy đức tin cho dân chúng. Hai cuốn sách giáo lý mà thánh nhân đã viết thật quá phổ biến, đến nỗi nó đã được in ra trên 200 lần và được dịch ra 15 thứ tiếng. Với những người nói Phêrô Canisio đã làm việc quá vất vả, thánh nhân chỉ trả lời rằng: nếu bạn có nhiều việc để làm, thì với ơn Chúa giúp, bạn sẽ có nhiều thời gian để hoàn tất những việc ấy. Vị thánh tuyệt vời này về trời vào năm 1597. Thánh Phêrô Canisio đã được Đức Thánh Cha Pio XI tôn tặng danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1925. Như thánh Phêrô Canisio, chúng ta hãy nhiệt thành trau dồi một sự hiểu biết sâu xa về đức tin. Học hỏi Kinh Thánh và các chân lý đức tin là tiến trình hàng ngày, liên tục và kéo dài trong suốt cuộc đời chúng ta. Thánh Phêrô Trương Văn Thi, linh mục sinh năm 1763, tử đạo ngày 21 tháng 12 năm 1839. Dù thế nào mặc lòng, khi có người đau ốm nặng nguy tử, các con cũng phải đến đón cha đi sức dầu bệnh nhân, kẻo gây thiệt hại linh hồn người bệnh. Thánh Phêrô Trương Văn Thi, sinh năm 1763 tại xứ Kẻ Sở, Thánh Liêm, tỉnh Hà Nam. Dù xuất thân từ gia đình nghèo, nhưng cha mẹ có lòng đạo đức sốt sắng. Dòng họ của cha cũng có một người chịu tử vì đạo, đó là thầy Đường, là con anh ruột của cha Thi. Cha Thi chịu chức linh mục lúc 43 tuổi. Cha mẹ cha Thi cho con đi chăn bò cho dòng mến thánh giá Kẻ Đầm. Các nữ tu thấy cậu có đức tính tốt nên xin cha xứ nuôi và cho vào nhà xứ, nhà Đức Chúa Trời. Bấy giờ cậu mới được 12 tuổi. Cậu Thi ngày càng thêm sốt sắng nhân đức nên bề trên cho vào nhà trường học hành, về sau làm thầy giảng. Chẳng bao lâu, bề trên gọi thầy Thi vào chủng viện và thầy được lãnh nhận thánh chức linh mục ngày 23 tháng 2 năm 1806 lúc 43 tuổi. Sau khi chịu chức, cha Thi được cử đi coi sóc xứ Sông Chảy, tỉnh Phú Thọ và ở đấy 27 năm. Giáo hiểu đã làm chứng về cha rằng, cha Thi là người rất nhân đức và sống khó nghèo.
cha dâng thánh lễ cách nghiêm trang, sốt sắng, thường ăn chay các ngày thứ sáu trong tuần. Đức cha Du khen cha Thi rằng, cha Thi đã già, nhưng người sống mực thước và giữ lễ phép kỹ càng lắm. Đức cha Khiêm làm chứng, năm 1835 tôi mới biết cha Thi, tôi thấy người rất sốt sắng và giữ mực thước trong cách cư xử, người rất hiền lành và khôn ngoan. Vì có lệnh cấm đạo của vua Minh Mạng, giáo dân không dám mời cha đi giúp các bệnh nhân. Khi nghe tin, cha rất buồn và nhắc nhở các tín hữu. Dù thế nào mặc lòng, khi có người đau ốm nặng nguy tử, các con cũng phải đón cha đi sức dầu, kẻo gây thiệt hại linh hồn người bệnh. Năm 1833, khi cha được 70 tuổi, bề trên đổi cha về xứ Kẻ Sông. Bấy giờ đang cấm đạo ngặt, đến nỗi cha phải ở ẩn nhà các giáo hữu. Cha Thi coi sóc xứ Kẻ Sông được 7 năm thì bị Lý Pháp cùng 4 đầy tớ bắt cùng với cha Dũng Lạc, đang khi hai cha đến xưng tội với nhau. Thấy cha Thi bị bắt, cha Dũng Lạc cũng xưng là đạo trưởng và bị bắt giải về huyện Bình Lục. Các tín hữu lo tiền chuộc để chuộc hai cha, nhưng bị quan huyện bắt lại vào ngày 10 tháng 10 năm 1839. Có giáo hữu định cầm cố cả cơ nghiệp để lấy tiền mà chuộc hai cha, đồng thời viết thư cho cha Lạc rằng: Lạy cụ, cụ chịu tử vì đạo thì được một mình cụ lên thiên đàng, nhưng nếu cụ còn ở lại thì chúng con được nhờ, xin cụ nghĩ lại. Người nhà quan cũng đã nói rằng, hễ khi có tiền thì chúng tôi bỏ người vào võng mà võng ra. Thế nhưng cha Lạc cấm và nói: Tôi bị bắt lần này là lần thứ ba, nên quyết vâng Đức Chúa Trời, định cho tôi làm vậy, đừng chuộc tôi làm gì. Qua 3 ngày, quan huyện giải tra lên kẻ chợ, bởi vì cha Thi đã già và yếu đuối. Quan huyện bảo giáo hiểu thuê võng cho cha, còn cha Lạc thì mang gông đi chân không. Đến tỉnh, hai cha bị tra hỏi 3 lần, quan án bảo bước qua thập giá để quan tha, nhưng các cha cương quyết không chịu. Hai cha biết chắc mình sẽ bị xử trảm nên đọc kinh cầu nguyện, dọn mình chịu chết. Cha Thi yếu lắm, chỉ nằm nghỉ, cha Lạc tươi tỉnh vui vẻ như ở nhà và yên ủi cha già rằng: Ta hãy chịu khó ít nữa để ta được gặp cha cả. Ngày 16 tháng 11 năm 1839, ông Tổng Thình dẫn cha Trân đưa mình thánh vào cho hai cha. Ngày 21 tháng 12 năm 1839, hai cha bị đưa ra cửa ô Cầu Giấy. Cha Thi cùng cầu nguyện với cha Lạc, rồi cha bảo với Lý Hình: Tôi đã xong rồi, các ông cứ việc. Cha Thi bị trói vào cọc, quan đánh hiệu chưa dứt tiếng xong thì Lý Hình chém mỗi cha một nhát. Linh mục Phêrô Trương Văn Thi được nâng lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Andre Dũng Lạc, linh mục 1795-1839. Thánh Andre Dũng Lạc sinh năm 1795 tại tỉnh Bắc Ninh, cha mẹ là người ngoại giáo nhà nghèo. Năm cậu Trần An Dũng Lạc 11 tuổi thì cha mẹ di chuyển gia đình tới Hà Nội để tìm cách sinh sống. Vì gia đình quá nghèo nên cha mẹ cậu gửi gắm cậu cho một thầy giảng giúp đỡ nuôi dưỡng cho cậu ăn học. Cậu là một đứa trẻ rất thông minh, có trí nhớ lạ lùng, chỉ trong một tuần lễ cậu đã học hết cuốn giáo lý. Tính tình hiền lành lại rất ngoan ngoãn, siêng năng, chu toàn mọi công việc được giao phó. Năm cậu 12 tuổi thì cậu được rửa tội, nhận tên thánh là Andre. Sau đó cậu được gửi vào trường Vĩnh Trị do cha Leroy Lan làm bề trên. Tại trường Vĩnh Trị, cậu siêng năng cẩn mẫn, cậu học chữ Nho và Latin một cách mau chóng và dễ dàng. Cậu có năng khiếu về thơ phú và giao tiếp với mọi người một cách lịch thiệp hòa nhã. Ngày 15 tháng 3 năm 1823, thầy Andre Trần An Dũng Lạc được đức cha Longer phong chức linh mục cùng lớp với thánh Ngân, thánh Nghi. Năm ấy cha Dũng Lạc mới 28 tuổi. Sau đó cha Dũng Lạc được bổ nhiệm làm cha phó sứ Đồng Chuối, giúp cha Khiết, rồi giúp cha Thi ở sứ Đoài và cha Thuyết ở sứ Sơn Miêng. Một thời gian sau, Đức Giám Mục bổ nhiệm cha về làm chánh sứ Kẻ Đầm. Lúc ấy, cha Andre Trần Dũng Lạc đã 40 tuổi.
Ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng ban hành sắc chỉ cấm đạo một cách gay gắt. Cha Dũng Lạc phải ẩn trốn tại các gia đình tín hữu, nay ở nhà này, mai ở nhà kia. Nhưng rồi tình hình cũng không yên ổn nên cha lại phải trốn sang Kẻ Roi và lập nhà xứ ở đó. Một hôm trong năm 1835, khi cha vừa dâng lễ xong tại Kẻ Xui, thì quân lính xông tới. Cha vội cởi áo lễ trao cho mấy tín hữu cất giấu, còn cha thì ngồi lẫn lộn với đám dân đông đảo. Khi lính tới bắt thì cha cùng với ba người khác bị bắt. Ông Tổng Thìn phải đưa 6 nén bạc cho quan Hào Khánh ở Đôn Thư xin dàn xếp với quan phủ cho cha khỏi bắt. Quan huyện Hào Khánh lấy 4 nén bạc, còn 2 nén thì cho người nhà quan phủ và trình rằng: "Cậu tôi về xem lễ ở Kẻ Xui mà quan bắt thì xin tha." Quan tha cho cha, còn những người khác thì sau đó cũng lần lượt được tha hết. Từ đây quan quân đã biết tên cha Trần An Dũng nên cha đổi là Lạc, do đó mới có tên là Trần An Dũng Lạc. Lần khác khi cha tới Kẻ Sông lén lút gặp cha Phêrô Trương Văn Thi để xưng tội thì không may bị Lý Phát là lý trưởng làng Kẻ Sông theo dõi, đưa gia nhân tới đột kích bắt hai cha. Tín hữu nghe tin hai cha bị Lý Pháp bắt thì kéo nhau đông đảo tới xin Lý Pháp tha cho hai cha. Lý Pháp đòi các tín hữu phải nộp 200 quan thì sẽ tha. Các tín hữu gom góp mãi chỉ được 100 quan thì Lý Pháp nhận 100 quan và tha cha Dũng Lạc, còn cha Phêrô Trương Văn Thi thì bị bắt giải nộp cho quan huyện Bình Lộc. Cha Andre Trần An Dũng Lạc được tha, nhưng trên đường trở về thì lại gặp trời mưa to gió lớn. Thuyền cha phải ghé vào bờ trú ẩn tại ngôi nhà quen thân thì đột nhiên lại bị một bọn lính khác tới khám xét. Thế là cha lại bị bắt lần thứ ba, bị trói giải về nộp cho quan huyện Bình Lộc, còn các người khác sợ hãi bỏ chạy trốn hết. Về tới huyện, cha Dũng Lạc gặp lại cha Trương Văn Thi cũng đã được áp giải về nộp cho quan huyện Bình Lộc. Giữ hai cha 3 ngày tại huyện, sau đó quan huyện Bình Lộc tiễn hai cha xuống thuyền để đưa hai cha về Hà Nội nộp cho quan đốc tỉnh. Tình trạng ngồi tù kéo dài mãi, hai cha nóng lòng chờ đợi giờ phút được đổ máu ra để làm nhân chứng cho Chúa. Mãi tới ngày 30 tháng 11, các quan cho gọi hai cha ra tòa. Trước hết các quan khuyên dụ hai cha bước qua thập giá và bỏ đạo. Khuyên dụ mãi không xong, các quan bắt hai cha ký giấy nhận bản án. Vài tuần sau, các ngài được lệnh tới gặp quan án. Quan án đưa bản án do vua Minh Mạng châu phê để các ngài ký nhận. Sau khi ký nhận bản án, cha Dũng Lạc trở về nhà giam vui vẻ, cao hứng làm một bài thơ diễn tả tâm sự gửi cho cha bạn là cha Thực. Bài thơ như sau: Lạc dày đã rõ trốn quân quan, bút chép thơ này gửi thở than, lòng nhớ bạn vẫn còn vất vả, dạ thương khách chạy chữa yên hàn, đông qua tiết lại xuân thì tới, khổ trảm mai sau hưởng phúc an, làm kẻ anh hùng chi quản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 1839, quan quân tới nhà giam công bố lệnh xử án và truyền lệnh ra pháp trường. Hai cha vui mừng tạ ơn Chúa. Các ngài hát mấy câu kinh tạ ơn Te Deum bằng tiếng Latin, rồi như đã chuẩn bị sẵn sàng mau lẹ theo đoàn quân tiến ra pháp trường lãnh án chém đầu để làm chứng nhân cho đạo Thánh Chúa. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã tôn phong cha Dũng Lạc lên bậc chân phước cùng với cha Thánh Phêrô Trương Văn Thi ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng hai ngài lên bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.